Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lời tự bào chữa khó tin của cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn. Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 4 người chết và 711 người bị thương. Bộ trưởng Bộ Công an, cần thiết quy định dao là vũ khí. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kỳ vọng U23 Việt Nam lập kỳ tích. Iran tuyên bố sẽ khiến Israel hối hận. Chiều 2 tháng 4, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước và luật sư tiếp tục tranh luận với Viện Kiểm sát về quan điểm đối đáp trước đó khi bị áp dụng hai tình tiết tăng nặng. Viện Kiểm sát đánh giá bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra sau khi biết rõ thực trạng SCB rất xấu, cần phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ sai phạm. Nhưng bị cáo đã thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, hai lần gặp bà Trương Mỹ Lan để thỏa thuận nhằm che giấu cho SCB. Ông Văn khai bà Nhàn đã 4 lần nhận tiền tổng cộng 5,2 triệu USD. Trả lời lại, bà Nhàn cho biết do quen và tin tưởng ông Văn từ trước nên đã cho mã số khóa nhà. Bà hoàn toàn không biết trước việc ông Võ Tấn Hoàng Văn mang thùng xốp đựng tiền đến nhà. Bị cáo Nhàn khẳng định không bưng bít bất cứ sai phạm nào tại SCB. Bà này chỉ thừa nhận sai phạm là thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, chỉnh sửa dự thảo, báo cáo không đầy đủ lên Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ về thực trạng của ngân hàng. Cơ quan thời tiết Đài Loan cho biết một trận động đất độ lớn 7,2 đã xảy ra vào lúc 7 giờ 58 phút sáng 3 tháng 4 ở ngoài khơi bờ biển phía đông vùng lãnh thổ này với độ sâu chấn tiêu 15,5 km. Ít nhất 26 tòa nhà bị sập, hơn một nửa trong số đó là ở Hoa Liên, gần vùng tâm chấn. Chính quyền Đài Loan cho biết, tính đến đầu giờ chiều cùng ngày đã có 4 người thiệt mạng, 711 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất. Lực lượng chức năng đang tiến hành các hoạt động cứu hộ 77 người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Nhiều trường học và công sở tạm ngừng hoạt động sau động đất. Hiện Nhật Bản và Philippines đã phát cảnh báo sóng thần. Truyền thông Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất xảy ra tại đây kể từ năm 1999. Khi đó, trận động đất mạnh 7,6 độ đã giết chết khoảng 2.400 người và làm hư hại 50.000 tòa nhà. Ngày 2 tháng 4, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, việc thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc. Hiện nay, tội phạm sử dụng các loại dao, súng tự chế, vũ khí thô sơ để gây án chiếm tỷ lệ rất cao. Tình trạng này diễn biến rất phức tạp và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm như vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, do luật hiện nay không quy định dao là vũ khí và súng tự chế là vũ khí thô sơ, không thuộc danh mục vũ khí quân dụng, nên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Từ đó, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng, dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức hành vi của đối tượng, giảm nguồn tội phạm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình và hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích giành ngôi áo quân của thế hệ trước từng làm được ở Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu trên đất Qatar. So với bản danh sách cũ của huấn luyện viên Chu Xie, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bổ sung thêm 4 cầu thủ là Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Đức Việt, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Thành Khải. Tân huấn luyện viên cho biết thời gian tập trung của cả đội chỉ có 2 ngày trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, ngày 10 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Jordan. Ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Uzbekistan, Kuwait, Malaysia và có trận thi đấu mở màn với Kuwait vào ngày 15 tháng 4. Trong thông điệp đặc biệt tưởng nhớ các cố vấn quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào tòa nhà lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria ngày 1 tháng 4, Đại giáo chủ Iran nêu rõ, chế độ cầm quyền tại Israel sẽ bị trừng phạt và người Israel sẽ phải hối hận. Trước thông điệp của Đại giáo chủ Iran, giới chức Iran cũng đưa ra nhiều phát ngôn cứng rắn, khẳng định sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ, giáng trả thích đáng với cuộc tấn công của quân đội Israel vào tòa lãnh sự Iran tại Syria. Cùng ngày, lực lượng Hezbollah tại Liban tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran và tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc nhằm vào Israel. Trên thực địa, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắn ít nhất 30 quả tên lửa vào khu vực Tây Bắc Israel, trong đó có khu vực định cư Nahariya. Giới phân tích khu vực lo ngại vụ tấn công tòa lãnh sự Iran tại Syria có thể làm gia tăng chiến sự tại Trung Đông,
đặc biệt là tại mặt trận phía Bắc Israel, tiếp giáp biên giới Syria và Liban. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.